Hello, xin chào toàn thể các bác nhé. Hiện tại thì Châu Vàng Tuyên Quang đang có mặt ở thôn Võ Thắng A, xã Tân Chi, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để tiến hành giao máy làm đất Châu Vàng cho 3 hộ gia đình ở bên này. Thì hôm trước thì có 3 chú với ở tận bên Tân Chi, Bắc Sơn, Lạng Sơn sang tận cơ sở bên huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Bên cơ sở mình thì hôm nay là đến tận nơi để xem máy, test máy và đặt máy. Thì hôm nay bên mình có ship sang bên này, đi giao trực tiếp cho 3 hộ ở tận bên này luôn. Thì gồm có 3 bộ máy. 3 bộ này là giống nhau hết à chú nhỉ? Vâng. Vâng, 3 bộ máy Châu Vàng phay cầu trước. Bộ này thì cũng đi giao cũng khá nhiều bộ rồi. Đấy. Ở đây thì có 3 chú lấy, có 3 ở cũng ở gần nhau luôn ấy, cho nên là mình sẽ hạ xuống một chỗ ở đây luôn thôi. Sau này các chú sẽ đưa về nhà. Quay cho mọi người xem xung quanh này. Ở đây thì xóm này thì chắc là 100% là đồng bào dân tộc Tày. Có những cái nhà sàn rất là đặc trưng của đồng bào dân tộc Tày ở 6 tỉnh Cao Bắc, Lạng, Thái, Thiên, Hà. Đấy, phía dưới kia cũng rất nhiều nhà sàn. Sáng nay đi từ lúc gần 7 giờ sáng thì bây giờ suýt 12 giờ trưa mới về đến đây. 200 cây từ nhà, từ đại lý Châu Vàng Tuyên Quang sang đây là 200 cây. Đấy. Hôm trước có 3 chú, gọi là 3 anh em sang tận bên Chiêm Hóa Tuyên Quang test máy trực tiếp tại đồng ruộng rồi. Hiện tại máy này thì còn nguyên đai nguyên kiện, chưa đổ dầu luôn các bác nhé. Đây các bác nói tiếng Tày đây cũng nghe được đấy. Giống nhau. Tiếng Tày thì cơ bản là giống nhau. anh là Tày thôi à? Vâng. Tày Tuyên Quang. Cháu là dân tộc Tày. Nói giống Tày bên này không? Thấy cô chú vừa nói nghe được mà. đây quay cho mọi người xem đây. Về cái thông số kỹ thuật của đây là như kiểu dạng kiểu táp lô đấy. Đây các bác, khi mà các bác mua về thì các bác nên chụp lại nhé, chụp lại đó, chụp lại sau đó là mình lưu để sau này mình dùng thì mình sẽ xem. Bởi vì cái này nếu mà mình ra đồng ruộng làm thì sợ nước vào thì nó sẽ bị bong ấy, thì các bác tốt nhất là mua về thì các bác chụp lại đấy, chụp lại để khi mà mình sử dụng vận hành máy thì mình sẽ có gọi là có cái cẩm nang. lúc nào chú chốc nữa chú dùng điện thoại chú chụp lại cái tờ vàng ấy chú nhá. Vâng đấy, để lúc nào mình thay dầu thay ấy thì mình sẽ căn cứ vào đó mình xem. Như đấy là như kiểu là cái tờ hướng dẫn sử dụng ấy. Đấy, còn về cái thông số của máy nó đây. Các bác thấy model là 178. Đấy, bây giờ chú mới đổ dầu đây. Tức là hôm trước các chú sang sang bên Tuyên Quang để test máy thì ở chỗ đại lý là đã có máy để test. Máy này thì còn nguyên đai nguyên kiện, chưa đổ dầu. Bây giờ mới đổ dầu. Vâng. Đấy, còn bộ này thì gồm có những cái bộ bánh lồng như này. Bộ này thì nó sẽ khác những cái bộ làm đất một cầu kia, vì cái này là dùng cho di chuyển ở trên cả trên cạn nữa. Nhìn máy rất là chắc chắn.
Cái này còn có một bộ phụ kiện nữa. Đây, nhãn hiệu Châu Vàng. Bộ này thì các chú các anh là mua gọi là full đồ luôn, gồm có phay, lồng, bừa, cày, lên luống, có đủ cả. Bộ này là đầy đủ. Đấy, như các bác thấy đấy, cho cái bánh này vào là mình di chuyển ở cạn thoải mái luôn. Đây là con thứ hai nha mọi người nhá. Còn một máy nữa đang ở trên chưa hạ. Đấy, các bác mà ở một khu đấy, như trước một số clip mình nói đấy, là sau khi mà có một hộ lấy thì sẽ có những hộ tiếp theo sẽ lấy cùng ấy. Thì rất nhiều chỗ mình đi giao này, một xóm là có vài máy Châu Vàng Tuyên Quang luôn. Bên Châu Vàng Tuyên Quang bán hay bán được kiểu như vậy, là một hộ dùng thì sẽ có rất nhiều hộ dùng theo sau, là vì cái hiệu quả nó rất tốt, cho nên là cái hiệu ứng lan tỏa cũng tốt. Vâng. mong rằng là chú sẽ là người tiên phong đi đầu sử dụng máy này, và cũng là người tuyên truyền về cái hiệu quả giúp bên công ty cháu. Vâng. Đi đầu đăng ký thì là công ty. Vâng. Cho cháu hỏi chú tên là gì ạ? Chú tên Lục Văn Đứng ạ. À vâng. Ừ. Thế vừa rồi chú tìm hiểu máy này qua đâu ạ? Chú tìm hiểu qua trên mạng mà. À qua mạng. Ừ. Thế là nhìn thấy hay, mình nghiên cứu thấy hay thì hôm qua ông kia mới đi thực tế một chuyến để xem thực tế. Vâng. Mục sở thị là sử dụng luôn. Vâng. Thế là thấy hay là lấy. Hôm vừa rồi là chú cũng trực tiếp sang luôn ạ? Chắc hôm qua mới trực tiếp sang mà. À vâng. Ừ. Hôm đấy cháu bận, cháu không ra được. Hết thử máy trong là mới quyết định lấy mà. Vâng, vâng. Cảm ơn chú. Hy vọng là cháu sẽ còn gặp chú nhiều ở khu này nữa. Vâng, vâng. Thế là tốt. Vâng, vâng. Chú mong thế. Vâng ạ, vâng. Cảm ơn chú nhé. Vâng. Đây bây giờ cho mọi người xem máy bây giờ mới đổ dầu nhé. Đây này. Tức là hôm trước sang thì các chú đã sử dụng máy ở nhà, máy để làm mẫu ấy, là test làm ở bên Tuyên Quang hết rồi. Bây giờ sang đến Lạng Sơn thì mới đổ dầu ấy. Máy còn mới điết. Vâng, máy còn nguyên đai nguyên kiện. Bộ này thì các chú các anh lấy là có đầy đủ đồ hết luôn. Đi giao một lúc 3 máy. Như hôm trước đi ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên, cái xã Tân Lợi cũng rất nhiều máy. Một xóm lấy hôm đấy cũng đi một chuyến đi 3 máy luôn. Trước đấy cũng rất là nhiều. Đây quay cận cho mọi người xem đây máy đây. Cũng chạy bằng dầu nhỉ anh nhỉ? Máy này thì nhiên liệu chạy là bằng dầu. Đổ dầu rồi chú ạ, vừa đổ xong. Vâng, chú vừa đổ xong mà. Đấy, trước khi khởi động thì mọi người tăng ga một chút và ấn áp, và để kéo nó bơm dầu. Đây, máy chưa nổ lần nào khởi động thì nó sẽ có khói trắng.
ga nó dây nó hơi căng nên là khi mà mình giảm hết thì nó không tắt được. Thì nếu như nó bị cái hiện tượng như thế thì các bác sẽ điều chỉnh lại cái dây ga một chút, thì máy khi mà mình giảm hết thì máy sẽ tắt. Đấy, như máy này là chưa tắt được này. Đấy, thì mình sẽ nới ra một chút. Đấy, mình nới lại một chút thì điều chỉnh lại cái dây ga một cái là tắt luôn. Đấy, tức là nó hơi căng. Ga lên, chưa ga. Đấy, ga lên một chút. Chưa đủ lực. Đúng là một ngày đẹp trời cho nên là mình giao luôn cả ba máy trong vòng một cùng một ngày luôn. Thì bên mình đang có mặt giao máy ở thôn Võ Thắng A, xã Tân Chi, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ với Châu Vàng Tuyên Quang qua số hotline 0971588456. Hoặc là các bác có thể để lại bình luận ở các video mà các bác quan tâm, các mặt hàng mà bên Châu Vàng Tuyên Quang đang kinh doanh. Đấy, lấy về thì hôm nay máy bắt đầu đổ dầu vào và bắt đầu nổ thử test. Máy như vừa nãy các bác theo dõi video thì nghe rất là êm, rất là êm tai, nghe thích. Cú biết làm không? Nó không biết. Thế à? Máy xe đất Châu Vàng nha mọi người nhá. Rồi mọi người có nhu cầu thì liên hệ với bên mình qua số hotline 0971588456. Còn bây giờ mình xin phép được dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.